Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mô hình đông lạnh bảo quản hoa quả của anh Phóng, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Hà Nam phát triển du lịch làng nghề. 360 học viên sinh viên Bắc Ninh được nhận học bổng của Hiệp hội Trung tâm ELIS. Huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình có nhiều điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông. Và bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đi đầu trong huyện trồng thành công giống thanh long ruột đỏ, anh Vũ Văn Phóng, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên còn tiên phong trong việc áp dụng mô hình bảo quản hoa quả bằng công nghệ nano. Nhận thấy nhu cầu mở rộng diện tích trồng các loại cây ăn quả như thanh long, mít Thái, cam Hưng Yên của các thành viên trong hợp tác xã ngày càng cao, đến nay tổng diện tích trồng lên đến 20 ha. Cuối năm 2017, anh Vũ Văn Phóng đã triển khai ý tưởng mô hình bảo quản hoa quả bằng công nghệ nano với mức đầu tư 150 triệu đồng. Kho đông lạnh có thể tích 40 mét khối, sức chứa tối đa là 15 tấn hoa quả sẽ được bảo quản trong phòng lạnh mà không cần bọc túi ni lông hay ngâm tẩm bất kỳ loại hóa chất nào, mà vẫn giữ hoa quả tươi sạch trong tối đa 40 ngày ở nhiệt độ 4 đến 6 độ C, đảm bảo được việc cung cấp liên tục các loại hoa quả ra thị trường, tránh rủi ro khi bảo quản. Nhờ áp dụng cách bảo quản trên, nhiều hộ dân trồng cam thanh long của hợp tác xã dịch vụ đã tránh được việc bị thương lái ép giá khi các vườn cây ăn quả vào chính vụ, đồng thời bán được ra thị trường với mức giá cao hơn gấp đôi giá chính vụ, tăng doanh thu từ 30 đến 40% so với những vụ trước kia. Với ý chí dám nghĩ, dám làm, chị Nguyễn Thị Huệ ở xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã trở thành một trong hai cá nhân của cả nước được vinh danh doanh nhân vi mô tiêu biểu năm 2017 với mô hình trồng nấm sạch thoát nghèo. Trong cuộc suy tính để vượt lên nghèo khó, bằng sự năng động dám nghĩ, dám làm, chị Huệ đã cùng chồng đi tìm hiểu các mô hình kinh tế ở khắp nơi và cuối cùng quyết định đặt chọn số vốn tích góp được vào trồng nấm. Năm 2012, chị Huệ tham gia team và trở thành thành viên của tổ chức tài chính Vi Mô Tình Thương. Bằng vốn vay từ team cộng với nguồn vốn có sau nhiều năm tích góp, anh chị đã từng bước gây dựng lên trang trại trồng nấm với quy mô lớn. Từ mô hình trồng nấm, vợ chồng chị đã có nguồn thu nhập bình quân sau khi trừ chi phí là 200 triệu đồng một năm, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 25 lao động địa phương. Giờ đây chị Huệ đã lập lên hợp tác xã kinh doanh đa dạng loại hình. Hàu là đặc sản biển có giá trị dinh dưỡng cao, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Do điều kiện tự nhiên không phù hợp nên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện chưa nuôi được hàu thương phẩm. Tuy nhiên, một tín hiệu vui đã xuất hiện cho kinh tế biển, khi hiện nay đã có một số hộ sản xuất ven biển huyện Kim Sơn đã thành công trong việc sản xuất hàu giống cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay một số hộ nuôi tôm ở xã Kim Trung đã chuyển hướng đầu tư sản xuất hàu giống. Để phát triển thủy sản bền vững, ngành chức năng và chính quyền xã tổ chức hướng dẫn các hộ sản xuất đúng quy trình, kiểm tra, giám sát nguồn nước, chất lượng con giống, tạo điều kiện khuyến khích, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng hàu giống cung cấp cho thị trường. Hợp tác xã là phải làm là cùng với bà con là thứ nhất là hướng dẫn bà con là cải tạo cái môi trường làm sao cho nó sạch. Là một thứ nhất, với hai nữa là không xả thải các cái những cái ấy là đều phải xả thải vào những khu vực để xử lý xong với xả thải ra môi trường thì nó đảm bảo cho vùng nuôi được bền vững. Sản xuất hàu giống là một thành công mới trong lĩnh vực sản xuất giống thủy sản trên địa bàn tỉnh. Sẽ góp phần tạo động lực không chỉ cho người dân mà cả các cơ quan chức năng tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp để kinh tế biển xứng đáng là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Kim Sơn. Theo Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương, từ khi mới triển khai, tiến độ thực hiện chương trình của tỉnh chậm so với các địa phương khác trong cả nước. Nhưng từ năm 2015 đến nay đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét. Kết quả số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tăng nhanh, sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện chương trình. Cùng với đó, bằng nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ và các biện pháp đồng bộ hiệu quả, trong đó điển hình là cơ chế hỗ trợ đặc thù và cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông của tỉnh.
Do vậy, tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh đạt 3.924 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 17,3 tiêu chí, tăng 1,7 tiêu chí trên một xã so với cuối năm 2016. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 146 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, đạt 64,3%. Kinh Môn là huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Chi Linh hoàn thành xây dựng nông thôn mới, phấn đấu huyện Cẩm Giàng sẽ đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 này. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tích tụ ruộng đất, đến nay chỉ trong thời gian ngắn, Thái Bình đã có 12.000 hectare đất nông nghiệp được tập trung tích tụ để sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Các mô hình tích tụ đất đai đã tạo thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, mang lại giá trị kinh tế hơn so với sản xuất nhỏ lẻ. Để có được kết quả, cũng như tạo thành phong trào tập trung tích tụ ruộng đất ở các địa phương, không thể thiếu vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu của các đảng viên. Đây là cánh đồng trên 30 hectare được công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Cúc thuê lại của bà con xã Thanh Tân, huyện Kiến Sương. Máy cày lông lớn, máy phun thuốc sâu công suất lớn được đưa xuống ruộng. Nông dân chỉ làm những công việc đơn giản như dặm tỉa cho lúa sau gieo cấy. Những nông dân này đang làm thuê trên mảnh ruộng trước kia của mình. Không có gì là khó hiểu, bởi ngoài khoản thu nhập được công ty hợp đồng thuê lại ruộng, thì những nông dân còn sức lao động vẫn được tham gia sản xuất tại đây, tức là lại thêm một khoản thu nhập nữa. Đây chính là những chuyển biến sau khi người dân địa phương tham gia tích tụ ruộng đất. Nhớ lại những ngày đầu khi công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Cúc về triển khai tích tụ ruộng đất tại đây, cũng tâm lý cho thuê ruộng, sợ mất ruộng, mà mất ruộng là nông dân mất tài sản. Nhưng với quyết tâm cao, những đảng viên như ông Trừng đã tìm hiểu, thấy được lợi ích và xu hướng tất yếu của việc tích tụ ruộng đất để hướng tới nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Những đảng viên này đã cùng đi đến từng hộ dân, vận động tuyên truyền bà con trong xã. Ai có ruộng không còn sức lao động thì doanh nghiệp thuê, còn ai muốn sản xuất thì dồn đổi ra khu vực mới, thiệt hơn một chút thì cũng vì cái chung mà chuyển đổi. Vậy nên một hai vụ đầu vẫn còn tình trạng sôi đỗ, vẫn còn nông dân chưa chịu cho thuê ruộng. Nhưng với sự tuyên truyền và sự nhìn vào gương mẫu đi đầu của các đảng viên, nên đến nay thì toàn bộ trên 30 hectare ở nguyên khu vực cánh đồng này đã được công ty thuê, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi đầu tư cơ sở hạ tầng, đưa cơ giới hóa và sản xuất. Là một đảng viên mà nghe cái tích tụ ruộng đất thì chúng tôi thấy là cái chủ trương của nhà nước thì chúng tôi thấy là rất phấn khởi và chúng tôi đã là hưởng ứng để vận động gia đình con cháu là cùng là góp ruộng vào. Khi mà thường vụ đảng ủy triển khai cái tích tụ ruộng đất về các thôn thì chúng tôi tổ chức họp chi bộ chuyên đề bàn về cái cách vận động nhân dân. Thì trước hết là vận động các cái hộ mà có cái điều kiện ít cái điều kiện nhân lực tham gia lao động nông nghiệp thì từ đó rồi nhân rộng ra. Nói đến xã Thanh Tân không chỉ là một xã điểm nông thôn mới, mà phong trào tích tụ ruộng đất cũng có những bước đột phá với các mô hình như tích tụ trồng rau hữu cơ, tích tụ sản xuất hàng nông sản có gắn tem mác xuất xứ. Và để có được những bước chuyển biến đó trong sản xuất nông nghiệp, để Thanh Tân là xã điểm trong tích tụ ruộng đất, thì sự khác biệt cơ bản vẫn chính là cách làm, là phương pháp làm. Trong tổng số các dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đang đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Hàn Quốc là nhà đầu tư có số dự án chiếm tỷ lệ cao nhất. Các doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ có những đóng góp quan trọng cho tăng trưởng của ngành công nghiệp mà còn tham gia giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Trong số 207 dự án FDI đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, Hàn Quốc có 108 dự án với tổng nguồn vốn đăng ký là 1 tỷ 250 triệu USD, chiếm 50,8% tổng vốn FDI toàn tỉnh. Các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn chuyên sản xuất đồ điện, điện tử, dây đồng, hàng mỹ ký, đào tạo nguồn nhân lực. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả phải kể đến như công ty trách nhiệm hữu hạn KMY, công ty Seoul Semiconductor, công ty trách nhiệm hữu hạn ACE Antenna Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Dremblatic. Riêng trong năm 2017, tỉnh Hà Nam thu hút được dự án trường đại học U1 có quy mô đào tạo đại học và sau đại học khoảng 4.200 sinh viên một năm với tổng vốn đầu tư 45 triệu đô la Mỹ. Nhà máy sản xuất cô Việt Nam có tổng vốn đầu tư 20 triệu đô la Mỹ. Dự án đầu tư nghiên cứu, phát triển sản xuất lắp ráp và gia công bóng LED và các sản phẩm bán dẫn, linh kiện LED của công ty trách nhiệm hữu hạn Seoul Semiconductor Vina, điều chỉnh nâng vốn đầu tư từ 300 triệu đô la Mỹ lên 350 triệu đô la Mỹ.
xác định các doanh nghiệp Hàn Quốc là nhà đầu tư tiềm năng. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh các chương trình xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, chỉ đạo các cấp các ngành tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, củng cố nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ các khu công nghiệp, đầu tư nâng cao chất lượng hạ tầng các khu công nghiệp, nhất là khu công nghiệp Đồng Văn 4, để tiếp tục thu hút các doanh nghiệp Hàn Quốc vào đầu tư, thực hiện tốt 10 cam kết của Ủy ban Nhân dân tỉnh với nhà đầu tư, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên lắng nghe ý kiến để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền vận động, cũng như thực hiện cơ chế hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách, đến nay, tỷ lệ hộ dân đấu nối sử dụng nước sinh hoạt nông thôn tại 5 xã của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình do nhà máy nước sạch An Đồng cung cấp đã đạt hơn 80%. Hiện nay, nhà máy nước sạch An Đồng đang cung cấp cho 5 xã của huyện Quỳnh Phụ là xã An Hiệp, An Thái, An Cầu, An Ninh và xã An Đồng. Trong đó, xã An Hiệp, An Đồng có tỷ lệ hộ dân đấu nối sử dụng nước sinh hoạt đạt gần 90%. Hiện tại, các hộ chưa đấu nối sử dụng nước sinh hoạt nông thôn chủ yếu là các hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn. Nhà máy nước sạch An Đồng phối hợp với chính quyền các xã rà soát lại các hộ dân chưa đấu nối. Đối với những hộ khó khăn có nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt nông thôn, nhà máy hỗ trợ 500.000 đồng trong lắp đặt đấu nối. Đối với các hộ đặc biệt khó khăn, đơn vị miễn phí hoàn toàn chi phí lắp đặt. Vì vậy, 2 tháng đầu năm 2018, nhà máy đã đấu nối và lắp đặt được cho hơn 400 hộ, chủ yếu là hộ nghèo. Đến nay, trạm cấp nước xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành giai đoạn 1 và đi vào hoạt động, cung cấp nước cho 1.000 hộ dân. Đây là trạm cấp nước tập trung công suất 1.200 mét khối một ngày đêm lấy nước mặt sông Hồng. Công trình gồm các hạng mục chính như trạm bơm nước thô, hệ thống đường ống nước thô, hồ sơ lắng, bể lọc nhanh, bể thu bùn, hồ nước sạch, nhà điều hành, v.v. Có tổng vốn đầu tư trên 34 tỷ đồng, trong đó 90% cấp phát và vay từ nguồn vốn ODA, còn lại là đóng góp của người sử dụng nước. Trạm cấp nước đã hoàn thành giai đoạn 1 và cung cấp nước sạch cho 1.000 hộ dân trên tổng số 1.400 hộ của xã Phú Thịnh. Hiện nay, nhà máy đang tiếp tục đấu nối với các hộ còn lại và cung cấp nước với giá 4.000 đồng một mét khối. Trong thời gian tới, nhà máy sẽ mở rộng giai đoạn 2 để đấu nối cung cấp nước cho xã Thọ Vinh. Trên địa bàn tỉnh Hà Nam, hiện có trên 160 làng nghề, bao gồm làng nghề truyền thống, làng nghề và làng có nghề. Những năm trở lại đây, Hà Nam đã chú trọng đến việc phát triển du lịch làng nghề với mục đích giúp cho du khách tham quan khám phá những nét độc đáo của các làng nghề truyền thống trên địa bàn, đồng thời giới thiệu những sản phẩm, sản vật tới du khách, thúc đẩy sản xuất cho nhân dân các làng nghề, tăng doanh thu cho cả nghề tiểu thủ công nghiệp lẫn du lịch, quảng bá đất và người Hà Nam. Các làng nghề thu hút đông đảo du khách tham quan thời gian qua, đó là làng nghề thêu ren An Hòa, Hòa Ngãi, xã Thanh Hòa, huyện Thanh Liêm, làng nghề chống đội Tam, xã Đội Sơn, làng nghề mây che đan Ngọc Động, xã Hoàng Đông, làng nghề dệt lụa Nha Xá, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, làng nghề gốm Quyết Thành, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng. Tuy nhiên, trước sức ép cạnh tranh, nhiều sản phẩm làng nghề không còn mang tính thủ công đặc thù mà đã thay bằng máy móc công nghiệp. Tại nhiều làng nghề, môi trường đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, cơ sở hạ tầng thấp kém, khiến khách du lịch không muốn đến tham quan, khám phá. Hoặc đến một lần rồi không muốn quay trở lại, đây là những hạn chế mà ngành văn hóa thể thao và du lịch Hà Nam, chính quyền các địa phương cũng như người dân các làng nghề cần khắc phục trong thời gian tới. Với quy mô 18 trường mầm non, 26 trường tiểu học và 19 trường trung học cơ sở, những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Sự cố gắng của toàn ngành giáo dục và đào tạo huyện Vụ Bản cùng sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến các xã thị trấn đã tạo thuận lợi cho 100% trường học trên địa bàn có đủ phòng học. Hiện nhiều trường đang tiếp tục được đầu tư nâng cấp, xây dựng thêm các phòng học. Phấn đấu năm học 2017-2018 có thêm 3 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 3 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Cấp tiểu học có 7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, cấp trung học cơ sở có 6 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia và có thêm 5 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 6 trường trung học cơ sở được công nhận đạt chuẩn xanh sạch đẹp an toàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Sau hơn một năm triển khai dự án nâng cao cơ hội việc làm cho thanh niên tỉnh Bắc Ninh thông qua kết nối trường học doanh nghiệp, sáng nay 14 tháng 3, Hiệp hội Trung tâm Elite Giáo dục Việc làm Đào tạo Thể thao của Italy đã trao 360 suất học bổng cho các học viên sinh viên xuất sắc của 3 đơn vị thụ hưởng dự án. Trong đợt trao học bổng lần này,
360 học sinh sinh viên xuất sắc của ba đơn vị thụ hưởng, gồm Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, Cao đẳng Nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, Trung tâm Dạy nghề và Phục hồi chức năng cho người tàn tật, đã được trao tặng 360 suất học bổng với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng, trong đó mỗi suất trị giá 50 euro, tương đương 1,4 triệu đồng, do Hiệp hội Trung tâm ELIS tài trợ. Qua đó động viên khích lệ tinh thần học tập của các em, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của quê hương. Trong 25 năm theo nghề giáo, cô Trịnh Thu Phong, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, không chỉ nhiều lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua cấp huyện, cấp tỉnh mà còn nhận được sự tin yêu của đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. Cô Phong được phân công giảng dạy bộ môn văn tại trường Trung học cơ sở Chỉ Đạo từ năm 2012 đến nay. Dù kiêm nhiệm công tác quản lý nhưng cô Phong không hề lơ là nhiệm vụ chuyên môn. Thay vì lên lớp 2 tiết một tuần như quy định, cô tự nguyện dạy thêm 2 tiết không lương để đảm bảo chất lượng bài giảng. Không chỉ vậy, cô là một trong những giáo viên tích cực nhất trong việc liên hệ bài giảng với thực tiễn. Tôi muốn là trực tiếp đứng lớp để hiểu được giáo viên khó khăn ở đâu, vướng mắc ở đâu để có thể cùng với cán bộ giáo viên tháo gỡ tất cả những khó khăn đó, cũng là gần gũi với học sinh, nắm bắt tâm lý của các em, hiểu những cái nguyện vọng của các em, và từ đó tôi cũng có những giải pháp nhưng đưa ra tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Ngoài ra, cô Phong cùng ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức các chương trình ngoại khóa như thi rung chuông vàng, an toàn giao thông, thiết kế và biểu diễn thời trang, cắm hoa, vẽ tranh, giúp học sinh vừa chơi vừa học, rèn luyện các kỹ năng sinh hoạt tập thể. Trên cương vị là một cán bộ quản lý, cô Phong luôn coi trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, lắng nghe ý kiến của giáo viên, phụ huynh và học sinh, từ đó tiếp thu và vận dụng vào công tác quản lý nhà trường đạt hiệu quả. Đồng chí Thu Phong về công tác tại nhà trường từ năm 2012. Tính đến thời điểm này thì đồng chí đã làm công tác quản lý ở trường là được 6 năm. Thì trong thời gian đó là một giáo viên thì tôi nhận thấy đồng chí là một đồng chí quản lý có cái năng lực quản lý rất là tốt, chuyên môn rất là vững vàng và có rất là nhiều sáng tạo trong công tác quản lý. Những đóng góp của cô Phong đã góp phần không nhỏ giúp trường Trung học cơ sở Chỉ Đạo phát triển vượt bậc, từ một trường chỉ đứng vị trí 134 về số lượng học sinh đỗ vào lớp 10 công lập tăng lên vị trí 37 toàn tỉnh. Năm nào nhà trường cũng có giáo viên và học sinh giỏi các cấp. Tại trường Trung học phổ thông Duy Tiên A và trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Tiến, đội cảnh sát giao thông công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ. Cán bộ giáo viên và học sinh các nhà trường đã được nghe cán bộ đội cảnh sát giao thông công an huyện thông báo tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn cả nước nói chung, huyện Duy Tiên nói riêng trong thời gian qua. Thực trạng học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ với các lỗi chủ yếu như không đội mũ bảo hiểm hoặc có đội nhưng cài quai không đúng quy cách, đi dàn hàng ngang trên đường. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ giáo viên và học sinh các nhà trường còn được nghe giới thiệu một số quy định về độ tuổi của học sinh được sử dụng xe đạp điện, xe máy điện, tốc độ tối đa đối với từng phương tiện, các chế tài xử phạt khi vi phạm, cách nhận biết biển báo, chỉ dẫn, biển cấm nguy hiểm khi tham gia giao thông. Các em cũng được giao lưu, trả lời câu hỏi, thể hiện sự hiểu biết của bản thân về các quy định của luật giao thông đường bộ. Xác định tuyên truyền giáo dục là một trong những giải pháp quan trọng đảm bảo an toàn giao thông. Trong các mô hình tuyên truyền thì giải pháp mang tính hiệu quả có chiều sâu là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực tế cho thấy nhiều năm qua, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua báo chí đã góp phần tích cực ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Hàng năm, Ban An toàn Giao thông tỉnh đều có kế hoạch phối hợp với các cơ quan báo, đài trong tỉnh, thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật, các giải pháp, chính sách của chính phủ về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đến với người dân. Bên cạnh đó, thông qua các cơ quan thông tấn báo chí, các ngành chức năng, các địa phương đã tiếp nhận được rất nhiều các thông tin nhanh nhất về tai nạn giao thông, các vấn đề bất cập về hạ tầng giao thông để kịp thời hoàn chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật cũng như có những giải pháp sát với thực tiễn. Hình thức tuyên truyền đa dạng trên báo chí đã đưa những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về an toàn giao thông lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Và khi đã hiểu được cơ bản các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhận thức của người dân sẽ được nâng lên, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh. Sau Tết, tình trạng người dân tái lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán lại có xu hướng gia tăng tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Vi phạm chủ yếu diễn ra tại các hộ kinh doanh mặt đường dọc quốc lộ 10 hay khu vực chân cầu Nguyễn, thị trấn Đông Hưng. Việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán gây nên tình trạng giao thông lộn xộn, che khuất tầm nhìn, tăng nguy cơ gây tai nạn giao thông khi các phương tiện lưu thông qua các khu vực này. Khi mà nhiều hộ dân đã nghiêm túc chấp hành chỉ thị 04 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì vẫn còn không ít những hộ dân thiếu ý thức, không tự giác chấp hành dù đã ký cam kết nghiêm túc thực hiện. Nhiều người dân coi việc ký cam kết chỉ là hành vi đối phó và họ chỉ tuân thủ khi có lực lượng chức năng nhắc nhở, rồi đâu lại vào đấy, nên tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông thường xuyên xảy ra. Để đảm bảo an toàn giao thông, ngoài sự cố gắng của các cấp các ngành thì cũng đòi hỏi sự tự giác chấp hành từ phía người dân. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.